Thưa quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật nhất vừa diễn ra sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ lan tỏa phong trào dịch rào, hiến đất làm đường. Phụ nữ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với bài trừ hủ tục lạc hậu. Quýt sen đặc sản Mường Khương, Lào Cai chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch. Ở phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết của các tỉnh trong khu vực. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị, thời gian qua, phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục được tỉnh Yên Bái triển khai sâu rộng, đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Toàn tỉnh hiện đang duy trì trên 5.000 mô hình điển hình dân vận khéo. Trong 9 tháng năm 2024 đã xây dựng mới trên 2.300 mô hình. Các mô hình dân vận khéo đã được nhân rộng lan tỏa tích cực, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 33 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, nghị quyết 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảm bảo phù hợp với đặc điểm lĩnh vực công tác và tình hình thực tế. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn các khu dân cư. Tại khu mộ thượng và khu lăng đài phường Bạch Hạc, các hộ dân sinh sống dọc hai bên đường đã tự nguyện phá bỏ tường rào hiến đất để mở rộng tuyến đường khu dân cư từ 3m lên 6m. Tổng chiều dài tuyến đường hơn 1 km, nhân dân đã hiến hơn 3.500 m². Tuyến đường sau khi được nâng cấp mở rộng sẽ tạo thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, các hộ gia đình còn xây lại cổng nhà theo mẫu giống nhau nhằm tạo diện mạo khu phố đồng bộ, khang trang, sạch đẹp và văn minh. Trong 9 tháng của năm 2024, sản lượng chè búp tươi của huyện Tổ Chùa, tỉnh Điện Biên đạt 115 tấn. Trong đó, sản lượng chè thương phẩm chế biến là 23 tấn, đạt 90% kế hoạch năm. Huyện Tùa Chùa hiện có hơn 595 ha chè san tuyết được trồng chủ yếu trên địa bàn các xã Xín Trải, Tà Xìn Thàng, Tà Phìn, Xính Phình. Những năm qua, huyện đã tập trung xây dựng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời mở rộng liên doanh, liên kết với các công ty xây dựng thương hiệu chế biến và bao tiêu sản phẩm. Huyện cũng xác định đa dạng hóa sản phẩm, phát triển và xây dựng thương hiệu chè sạch, tạo niềm tin đối với người tiêu dùng. Đến nay, địa phương đã có 4 sản phẩm chè đạt chứng nhận OCOP 3 sao gồm trà xanh san tuyết cổ thụ Tùa Chùa, bạch trà san tuyết cổ thụ Tùa Chùa, trà xanh san tuyết Xính Phình và trà san tuyết Hương Thành. Tuy là huyện vùng cao biên giới, nhưng huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu lại được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều nguồn nước mát lạnh. Đây là tiềm năng để huyện khai thác, phát triển, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá nước lạnh, phục vụ nhu cầu thị trường. 3 năm trở lại đây, huyện Phong Thổ được nhiều người biết đến là nơi nuôi cá nước lạnh như cá hồi, cá tầm ngon, thịt chắc, thơm. Đây là những loại cá có giá trị kinh tế cao. Bình quân mỗi kg cá tầm, cá hồi bán ra thị trường dao động từ 170 đến 240.000 đồng. Được biết, huyện Phong Thổ có diện tích nuôi trồng thủy sản 43 ha. Trong đó, 667 hộ tham gia nuôi cá ao, 35 bể nuôi cá nước lạnh của hộ dân, đơn vị, hợp tác xã, với tổng thể tích bể 3.587 m³. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản ước đạt gần 100 tấn, cá nước lạnh ước đạt 35 tấn. Thưa quý vị, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã làm tốt công tác tập hợp hội viên, đồng thời không ngừng vận động khuyến khích chị em phát triển kinh tế với bài trừ hủ tục, xây dựng nếp sống mới. Được sự quan tâm của Hội Phụ nữ xã Quảng Ngân và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên, gia đình chị Lý Thị Lai đã được tiếp cận nguồn vốn vay từ chương trình cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay gia đình chị đang có 11 con lợn đen chuẩn bị xuất bán và hơn 1 hectare chè. Thu nhập của gia đình hiện tại gần 300 triệu đồng trên một năm. Thì cũng ban đầu cũng không có kinh nghiệm mấy, cũng khó gặp khó khăn, cũng trả đường nhiều đâu, thì cũng đủ nuôi con để ăn học. Thế đến bây giờ thì
cũng có tuổi rồi, cũng được kinh nghiệm một tí, thì cũng bây giờ con cũng học xong rồi thì mình thì làm chủ, bây giờ cũng thấy đỡ đỡ một tí rồi. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vị Xuyên đã tích cực chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn tập trung hỗ trợ hội viên cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, giảm nghèo bền vững. Nhiều phần việc như hỗ trợ vốn sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ngày công đã được thực hiện, qua đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, giúp các chị em hội viên phát triển kinh tế gia đình, đồng thời giúp nhau cùng phát triển. Trên cơ sở các cái mô hình, những cái đơn vị thực hiện được thì chúng tôi cũng tiếp tục tuyên truyền để lan rộng, để nhân rộng các cái mô hình đó. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thành lập các cái câu lạc bộ để tiếp tục thực hiện và nhân rộng và duy trì có hiệu quả các mô hình đã đạt được. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp đã và đang được Hội Phụ nữ các cấp của huyện Vị Xuyên tích cực triển khai thực hiện. Qua những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của chị em hội viên, cùng với đó là đẩy mạnh việc bài trừ những hủ tục lạc hậu trong đời sống nhân dân, đặc biệt là hội viên phụ nữ đã góp phần xây dựng huyện Vị Xuyên ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, những ngày này, nhiều vườn quýt sen đặc sản của bà con nông dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai đang sai trĩu quả, chuẩn bị bước vào mùa thu hoạch, hứa hẹn một mùa bội thu. Toàn huyện Mường Khương có tổng diện tích quýt 815 ha, được trồng tập trung ở 8 xã thị trấn của huyện như Nậm Chảy, Thanh Bình, Tung Trung Phố, Tả Ngài Trồ, Lùng Khấu Nhin, Nấm Lư, Pha Long và thị trấn Mường Khương. Riêng quýt sen, toàn huyện có diện tích khoảng 495 ha, năng suất trung bình đạt 12 đến 12,5 tấn trên 1 ha. Với ưu điểm chất lượng quả ngon, ngọt, hương vị đậm đà, chắc quả, vận chuyển được xa và được người tiêu dùng ưa chuộng. Thị trấn Mường Khương là một trong những địa phương có diện tích quýt lớn của huyện với trên 261 ha, trong đó diện tích đang cho thu hoạch quả là 200 ha. Thời điểm này, gia đình chị Chấu Thị Thu, thị trấn Mường Khương tập trung vào chăm sóc, làm cỏ vun gốc để cây khỏe mạnh, nuôi trái to, mọng nước. Với hơn 3.000 gốc quýt 7 năm tuổi, toàn bộ diện tích đang cho thu quả, nên gia đình thường xuyên thăm vườn, chăm sóc cây bởi thời điểm cuối tháng 10 đến tháng 12 dương lịch là thời kỳ thu hoạch quả rộ. Năm ngoái, với giá bán quýt trung bình từ 18 đến 20.000 đồng 1 kg, gia đình chị thu về 150 đến 200 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí đầu tư. Đối với quýt thì mang lại kinh tế cao hơn so với trước đây trồng lúa với lại trồng ngô. Còn khoảng một tháng nữa là bước vào thu hoạch quýt sen. Do vậy, thời điểm này, nông dân các xã, thị trấn đang tập trung chăm sóc, phòng trừ các loại sâu bệnh để giữ quả trên cây, đảm bảo năng suất, chất lượng. Ở thời điểm hiện tại thì bà con cũng đang phát dọn cỏ để chuẩn bị thu hoạch dễ dàng hơn. Ở cái năng suất thì năm nay thì trung bình nó cũng ước khoảng 12 tấn trên 1 ha. Là loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao với năng suất và giá bán trung bình 20.000 đến 30.000 đồng 1 kg, thì mỗi hecta quýt mang lại thu nhập cho các gia đình từ 250 đến 320 triệu đồng. Trừ chi phí vật tư, thu lãi từ 150 đến 200 triệu đồng trên 1 hecta. Thu nhập cao hơn nhiều lần so với các cây trồng truyền thống, ngô, đậu tương, giúp người nông dân giảm nghèo vươn lên làm giàu bền vững. Thông tin dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2024. Lào Cai, nhiều mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Lai Châu, mây thay đổi, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Điện Biên, có mây vài nơi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Sơn La, có mây vài nơi, đêm không mưa, ngày trời nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Yên Bái, có mây vài nơi, đêm về sáng có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Phú Thọ, có mây vài nơi, đêm về sáng có thể có mưa rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Tuyên Quang, có mây, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Hà Giang, có mây vài nơi, đêm về sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Thưa quý vị, thông tin về thời tiết đã khép lại chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.